Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có một chàng trai trẻ được người dân gọi là người hùng bóng đêm khi luôn xuất hiện ở những nơi xảy ra tai nạn với chiếc xe cứu thương để kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện. Em tên là Lê Anh Tuấn, em năm nay 22 tuổi, ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Công việc của em là ban ngày là em phụ giúp gia đình, đến chiều tối mới rảnh, 19 giờ tối tức là 7 giờ tối á, thì em mới khi mà bà con cần hỗ trợ những vụ tai nạn giao thông mà đi bệnh viện á, thì em bắt đầu tức tốc lấy xe cứu thương đi ra hiện trường để mà giúp đỡ bà con đi bệnh viện nhanh nhất. Cứ thế suốt 2 năm nay, hễ có tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là anh Tuấn lại lên đường bằng chiếc xe của gia đình. Cơm nước gia đình xong hết rồi, em mới 7 giờ thì thời gian đó thời gian của em không có bận rộn gia đình, thì em trong thời gian đó nếu mà có vụ tai nạn báo thì sẽ lên xe đi. Nhưng mà nếu mà trường hợp mình nói thì nói thì thực tế như vậy, nhưng mà nhiều khi á mình vừa về mình chưa kịp vô thay đồ nhưng mà người ta báo tai nạn thì mình vẫn lấy xe đi. Cái đó cái lương tâm mình là mình làm thôi, chứ không phải là nhất thiết phải đúng giờ 7 giờ hay 2 giờ sáng cũng có nữa. Nói chung là vấn đề mà hỗ trợ cấp cứu này là nó đột xuất bất cứ lúc nào. Lúc trước em cũng bị tai nạn giao thông, cũng từng có người giúp em. Thì em muốn làm một cái việc gì đó trả lại cái cho đời. Có những khi người nhà cho tiền mà mình cứ trong lòng mình nghĩ như vậy. Bây giờ gia đình người ta có người đang bị nạn, người ta rất là hoảng loạn, thì làm sao mình nhận tiền người ta được. Nhưng một phần nữa là em giúp người nhập cư rất là nhiều. Tại vì á, người xa quê người ta tha hương cầu Phật á, thì bây giờ người ta đến Bình Dương thì mình không chẳng may người ta đi làm về người ta gặp nạn thì mình giúp đỡ. Trong cốp xe của Tuấn có đầy đủ dụng cụ để sơ cứu. Chiếc cán cứu thương này hay những túi bông băng, thuốc sát trùng đều được anh trang bị để khi cần là có để sử dụng. Khi mà hỗ trợ mình ra đánh xe ra hiện trường á, thì mà nếu mà những vụ mà tai nạn mà có người nhà rồi đó thì mình yên tâm hơn, tại vì có người nhà thì người chăm sóc cho người bị nạn nhân hơn. Còn những trường hợp như là không có người nhà đi theo thì buộc lòng em phải ở lại bệnh viện với người bị nạn đó, rồi em phải chụp hình ảnh rồi để đăng lên thông tin cộng đồng để mà nhờ mọi người chia sẻ thông báo về gia đình. Thì khi mà gia đình đến thì em mới về. Cấp cứu nhiệt tình là vậy, nhưng có khi sự tử tế của anh lại khiến nhiều người khác hiểu lầm. Em thì xe cứu thương, nhưng mà đi đến lúc mà đến bệnh viện á là em không có, em ở trong bệnh viện thì em tay em cũng dính đầy máu me rồi, nhiều khi á người nhà đến tưởng em là người gây tai nạn cho người nhà họ. Rồi nhiều khi họ có ý định hành hung, mà cũng có số một số anh bảo vệ cho bệnh viện hiểu chuyện là biết em hay đưa đến những giúp đỡ như vậy đó, thì mấy anh bảo vệ can ngăn ra và giải thích là em Tuấn này là chuyên hỗ trợ giúp đỡ bà con bị tai nạn đi đến bệnh viện thôi, miễn phí. 2 năm qua Tuấn không nhớ mình đã cứu giúp bao nhiêu trường hợp, không chỉ giúp nhiều gia đình trong lúc khó khăn tiết kiệm được chi phí vận chuyển, mà những chuyến xe cứu thương của Tuấn đã nhanh chóng cứu hàng trăm người qua cơn hoạn nạn. Rất ít người còn giữ liên lạc với Tuấn. Lúc rảnh, anh vẫn tự mình đến thăm những người đã từng được anh cứu giúp và anh nhớ mặt, nhớ tên. Con trai cô đó, nó đi sinh nhật về với bạn đó, thì nó bị tai nạn. Trong cái lúc đó là mình không biết như thế nào để mình đưa con mình đi hết trơn rồi, mình đang lo. Mình đang lo là không biết thế nào mà mình chở con, tại chân cẳng vậy không có thể nào mà ngồi lên xe mà chở đi được, mình giữa đêm khuya nữa, lúc đó là nửa đêm rồi. Thì nói chung ra thì có xe Tuấn tới kịp thời để mà đưa con cô lên bệnh viện như vậy, thì nói chung là cô rất là mừng. Thời buổi bây giờ có một cậu thanh niên vậy là thiệt quá tuyệt luôn đó con. Tối thì làm việc thiện, sáng mơ thì phụ mẹ bán rau. Mỗi khi mà cái điện thoại đổ chuông lên là không thể nào mà trong lòng cứ, nếu mà không đi cứ cắn rứt, áy náy ghét. Rồi mình buộc lòng phải đi.
Hôm nay, ekip của chương trình Người Tử Tế cũng mang một phần quà nhỏ để anh Tuấn dùng làm chi phí xăng xe, mong muốn sẽ được đồng hành. Điện đi nó đi nửa đêm nữa hơn mình cũng lo. Nó đi nhà họ đi nhà cũng đâu ngủ được. Xe cộ về đường cũng phức tạp lắm. Thì cũng dặn nó đi thì cũng biết sức khỏe của mình. Trừ sức khỏe mình đừng có quên bản thân mình chạy quá cũng nguy hiểm. Mình thấy cũng không có gì, nó không có phá phách gì, nó làm gì tốt không. Mình cứ cho nó làm thôi. Sự ủng hộ của gia đình đã giúp anh Tuấn thêm quyết tâm duy trì công việc của mình, cứu giúp thêm nhiều người không may gặp nạn. Nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp, anh Tuấn lại lên đường.